Chào mừng các anh chị đã quay trở lại kênh Vĩ Xuất Nhập Khẩu Kênh chuyên chia sẻ kiến thức về lĩnh vực xuất nhập khẩu Dành cho các anh chị nào lần đầu đến kênh thì các anh chị có thể ghé thăm tại website vĩ xuất nhập khẩu.com để tải về một số tài liệu mà mình có chia sẻ miễn phí trên kênh ha Rồi, ở video hôm trước thì mình có hướng dẫn các anh chị cách mà giúp cho các anh chị có thể tạo một website chuyên nghiệp để có thể giới thiệu sản phẩm xuất khẩu đi đến các nước trên thế giới hoặc là tạo một website cho công ty xuất khẩu thì video hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các anh chị cách mà các anh chị có thể tạo những cái email có domain công ty. Ví dụ như ở cái website được trước mà mình đã tạo thì mình lấy ví dụ đó là tên công ty là Vietnam Seafood Insider com chẳng hạn. Cái đó là tên website. Thì cái domain công ty có nghĩa là mình sẽ, ví dụ mình tên Vĩ đi. Cái domain của cái email của mình sẽ là Vĩ A Việt Nam Seafood Insider com chẳng hạn như vậy. Thì cái domain, cái email gắn với domain công ty nó sẽ giúp cho cái email các anh chị trở nên chuyên nghiệp hơn dưới con mắt khách hàng. Tại vì khi mà làm việc khách hàng nước ngoài á, các anh chị không thể dùng Gmail mà gửi cho họ để họ có thể họ mở, họ đọc được. Mà các anh chị bắt buộc phải sử dụng domain công ty ha. Tại vì cái bài này, nó là cái bài tiếp nối của cái bài hôm trước về thiết kế website nên dành cho các anh chị nào mà chưa xem cái bài hôm trước á, thì mình cũng sẽ để lại cái đường link cái bài về thiết kế website ở phần mô tả bên dưới để các anh chị có thể xem và theo dõi để có thể tiếp tục hiểu cái nội dung của bài chia sẻ hôm nay ha rồi mình sẽ đi vào cái hướng dẫn cho các anh chị nào mà đã xây dựng được website rồi thì mình sẽ bắt đầu mình tạo cái email có domain công ty theo từng bước một rồi các anh chị đã sẵn sàng chưa let's go rồi, đầu tiên thì các anh chị hãy quay trở lại cái trình quản lý của Hostinger ha Thì dành cho các anh chị nào mà mình không biết vào cái trình quản lý như thế nào Thì các anh chị có thể gõ là vĩ số nhập khẩu.com Các anh chị sẽ host để các anh chị vào lại cái trang web của Hostinger này Sau đó các anh chị bấm đăng nhập Thì đăng nhập thì các anh chị đăng nhập bằng, bằng cái tài khoản mà hôm trước các anh chị đã dùng để mua cái hosting thì hôm trước mình sử dụng cái tài khoản Google thì mình đăng nhập lại tài khoản Google thôi thì nó sẽ mở lại cho các anh chị cái giao diện trình quản lý của Hostinger ở đây. Rồi, à, bước tiếp theo thì các anh chị sẽ bấm vào cái phần email ở đây các anh chị. Thì ở đây nó sẽ có hai phần, hoặc là các anh chị sử dụng cái free email service ở đây. Còn hai là nếu mà các anh chị có điều kiện hơn thì các anh chị sẽ sử dụng cái gói trả phí. Tại vì mình đã đã mua hosting ở cái phần hostinger này rồi thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cái phần free email service ở đây các anh chị thì cái cái free email service này nó đáp ứng gọi là tương đối tương đối có nhu cầu gọi là sử dụng email đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ rồi còn trường hợp nếu mà các anh chị là những doanh nghiệp mà có số lượng nhân viên đông hoặc là những cái doanh nghiệp mà có quy mô lớn á, thì các anh chị nên, nên mua cái gói này ha còn hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn các anh chị uh, set up free email thôi mình không có tốn thêm tiền nữa, mình bấm vào đây set up ha. Rồi, các anh chị hãy chọn cái ở đây thì họ kêu là chọn cái domain mà bạn muốn set up cái free email plan thì mình sẽ chọn đúng cái domain vừa rồi mình uh, đã làm website rồi. vnseafoodinsider.com uh, ha. Thì ở đây thì các anh chị có chọn cái domain mà công ty các anh chị á. Uh. Rồi, mình confirm ha. Rồi, mình đợi chút xíu cho nó chạy nè. Rồi, ở đây họ sẽ yêu cầu mình chọn cái email plan. Thì ở đây tại vì mình à, đang sử dụng miễn phí thì mình chọn cái đây. Ở đây các anh chị select ha. Rồi. À, họ nói là mình sẽ set up cái email account của mình. Mình hãy tạo cái email của mình ở đây thì mình sẽ uh, cái đuôi cái đuôi thì nó để sẵn luôn cái domain công ty rồi các anh chị vnseafoodinsider com đây rồi thì các anh chị chỉ cần điền cái email name thôi để đơn giản thì mình điền vĩ luôn ha vĩ a cộng insider com cho nó lẹ rồi cái password cái password email ở đây thì mình nên tạo một cái password riêng các anh chị mình tạo mình gõ cái uh, notepad ở đây ha rồi mình xóa cái này đi xóa cái này đi. Rồi. Rồi. Các anh chị nhớ này, khi mình tạo cái um, cái password này thì các anh chị hãy cố gắng là mình sẽ chèn có một ký tự viết hoa, vừa số vừa chữ và một ký tự đặc biệt ha. Mình sẽ tạo một cái password ví dụ như đây mình sẽ gọi là email a+ à, hostinger đi chẳng hạn. Ví dụ như đây là cái pass của mình đi. Sau này password này các anh chị hoàn toàn có thể thay đổi ha. Các anh chị thấy này, ít nhất là một số này một chữ cái thường này, sử dụng 8 đến 50 ký tự này, một cái ký tự đặc biệt này, một uh, chữ cái viết hoa này, một chỉ sử dụng chữ cái Latin này, đó. Thì cái password nãy nó đáp ứng đủ yêu cầu rồi. Các anh chị bấm create ha. Rồi. Mình nhớ là cái địa chỉ email này mình phải lưu lại ha. Cái password mình phải lưu lại để sau này mình còn uh, vô cái email này các anh chị. Ở đây thì họ hỏi là mình configure app and device Thì mình sẽ chọn nếu mà mình sử dụng cái Outlook đó các anh chị Thì mình chọn recommended app ở đây ha Đây Thường thường nếu mà mình làm ở dạng công ty Thì mình sẽ nên refer sử dụng cái Outlook các anh chị Outlook thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn ha Ở đây Nó hướng dẫn các anh chị nè How to add an account to your Outlook application nè sử dụng cái account name này, cái password này, sử dụng cái income, common service này, outgoing service, uh, server này. Đây, các anh chị lưu lại thông tin này ha. Để chút xíu nữa mình vào cái cái phần uh, outlook á để mình uh, setup ha. Thì tốt nhất là bây giờ mình mở cái outlook lên luôn, do email account password. Rồi, mình mở cái outlook lên luôn các anh chị. Ở đây thì các anh chị khoan hay bấm cầm lít ha. Các anh chị hãy mở luôn cái Outlook của mình để mình có thể setup cái địa chỉ email của mình vào Outlook luôn. Tại vì ở trên này nó có hướng dẫn, à, nó có những cái thông tin để mình setup luôn này. Rồi, các anh chị hãy copy cái địa chỉ email của mình vào Outlook ha. Thì dành cho các anh chị nào chưa quen dùng cái Outlook này thì Outlook nó là một cái app trong cái Microsoft Office luôn. Thì các anh chị à, khi mà, mà các anh chị tải cái Microsoft Office thì nó sẽ có cái phần Outlook này các anh chị chỉ cần gõ là Outlook thì nó sẽ ra thôi các anh chị. Và các anh chị hãy bấm uh, sign in ở đây ha. Thì nó sẽ ra cái phần mà các anh chị uh, yêu cầu các anh chị đăng nhập cái tài khoản email các anh chị vào. Lúc này mình copy cái địa chỉ email mình mới tạo vào ha. Và ở đây thì các anh chị nhớ bấm là let me set up my account manually, có nghĩa là set up một cách thủ công ha. Sau đó các anh chị bấm connect. Thì mình đợi cho nó kết nối với lại cái email address này chút xíu ở đây thì uh, nó hỏi các anh chị chọn cái phần setup nâng cao thì các anh chị hãy chọn giúp mình cái chỗ này, chữ này imap này i i m a p ha chọn imap rồi sau đó các anh chị bấm vào cái password ở đây cái password của email của mình rồi các anh chị bấm connect thì nó sẽ tự động nó setup cho mình luôn không hiểu là hồi xưa mình khi mình làm thì mình sẽ phải điền thêm một số thông tin Ví dụ như mình điền thêm một số thông tin ở dưới này. Nhưng mà hiện tại cái Outlook bây giờ nó khá là thông minh ha. Khi mà mình điền thì tự nhiên nó nhớ luôn. Chút xíu nữa mình sẽ mở ra các chị, các chị xem. Đợi cho nó chạy xong. Nó nhớ luôn là cái máy này nó đang xài cái cái địa chỉ email này nó đang xài của Hostinger. Đó. Thì ở đây nó nó báo là successful rồi các anh chị. Thì các anh chị bấm đên thôi ha. Bấm đên khi đó thì các anh chị mở lại cái Outlook của mình thì các anh chị có thể thấy là cái email mới mình nó vào đây rồi các anh chị đây vĩ a à, vncfoodinsider.com rồi các anh chị muốn kiểm tra lại xem thử là cái địa chỉ email mình thông tin của hosting này cái server này nó có đúng hay chưa thì anh chị có thể bấm vào cái file ở đây sau đó các anh chị bấm vào account setting ở đây ha rồi các anh chị bấm vào server setting server setting ở đây thì các anh chị sẽ xem lại chỗ này thông tin này incoming server thì mình sẽ xem đây incoming mail này nó có đúng với lại cái user password của anh chị không cái server name này có đúng hay không imap.hostinger.com này nó tự nó điền sẵn mình cũng không hiểu là vì sao mà nó nó thông minh tới nổi mà nó biết nó nó điền luôn các anh chị Nhưng mà nếu các anh chị khi mà mở ra mà anh thấy nó không giống thì các anh chị có thể copy cái này lại ha copy cái này lại để các anh chị bỏ vào đây cái port này nó cũng phải giống hoàn toàn luôn ha 993 rồi mình thấy giống ok hết rồi ở đây thì mình chọn là SSL rồi SSL nó ok hết rồi ok rồi tiếp tục ở dưới thì các anh chị sổ ra ha ở đây là outgoing mail tức là cái hộp mail đi á mail đi thì mình cũng sẽ xem lại cái server name có đúng chưa server name đúng chưa đúng rồi cái port này là 465 đúng luôn rồi nói chung là đúng hết rồi các anh chị rồi đúng hết rồi mình cũng không có cần phải chỉnh sửa gì hết mình bấm next thôi thì mình thấy mình chắc ok rồi đợi cho nó update ha nó cập nhật lại một chút xíu Rồi, successful rồi các anh chị, bấm lên ha, à, sau đó mình sẽ quay trở ra, rồi lúc này thì các anh chị hoàn toàn có thể gửi một email test, bấm new email ở đây, các anh chị gửi mà vào một email test cá nhân của các anh chị, ví dụ như mình gửi vào một email cá nhân của mình đi sau đó các anh chị bấm là test. Các anh chị nên uh, ghi cái um, cái tiêu đề hoặc là cái nội dung email nó dài chút xíu ha, à, tại vì nếu mà ghi ngắn quá thì khi mà các anh chị email test á thì email test của các anh chị sẽ nhảy vào cái hộp thư mail hay gọi là cái mục thư rác á thì các anh chị sẽ tìm không thấy. Ví dụ như ở đây mình sẽ ghi là test lần 1 đi. Đó, thì mình sẽ ghi dài chút xíu nè. Hai vĩ. Please check. Mình ghi uh, tiếng Anh ha. This email test. Testing email thank you. mình viết hai ba câu gì đó để cho cái hộp gmail của mình nó không xác nhận ở đây là thư rác không là nó nhảy vô thư rác các anh chị rồi các anh chị bấm send thì sau đó thì mình sẽ mở cái um, gmail của mình ra để xem thử là mình đã nhận được chưa thường thì nó sẽ khi mà bấm gửi email thì nó, nó, nó bắt đầu nó xuất hiện trong cái outbox này các anh chị khi nào mà outbox này nó đi á, thì cái hộp email mình nó mới đi được tại vì hiện tại ở đây thì mình đang sử dụng cái uh, server free của cái hosting ha nên nó sẽ chậm hơn một chút xíu so với lại nếu mà mình sử dụng cái gói gọi là gói trả phí nhưng mà ở mức độ gọi là công ty uh, vừa và nhỏ thì các anh chị sử dụng cái này cũng khá là ok rồi hoặc là mới khởi nghiệp thì mình cũng không nên đầu tư quá nhiều chi phí ha mình sẽ đợi chút xíu cho nó nó vào cái hộp email của mình xem thử là nó đã vô chưa anh chị đợi chút xíu mình vào cục chính nè À, vô rồi đó các anh chị như vậy là đơn ha ok ha các anh chị sẽ mở các anh chị sẽ thấy ngay chỗ send item này đó đây này nó sẽ hiện lên chỗ này mình gửi đi rồi mà sao chỗ cái send này nó chưa ra ở à, đây đây send item này send item này các anh chị đây đây các anh chị thấy ha nó đã test rồi đây Ok, như vậy là mình đã thành công rồi các anh chị Mình sẽ setup tương tự vậy thôi Trường hợp các anh chị có nhiều Cần nhiều cái tài khoản email thì các anh chị cũng sẽ làm tương tự vậy ha Mình sẽ bấm click ở đây Như vậy là mình đã xong, add xong một cái email rồi Thì các anh chị, ví dụ như các anh chị muốn thêm một email nữa Thì các anh chị bấm create email account ở đây thôi Mình thêm hai ba email đều được Thì ở đây nó cũng sẽ khá là ok ở đây mình đang sử dụng một webmail miễn phí này rồi mà nếu mà dành cho các anh chị nào mà mình cần mong muốn cho cái email mình nó gửi đi nhanh hơn thì các anh chị có thể nâng cấp lên cái gói là business email ha cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem và nếu mà các anh chị thấy video này hay vừa ít thì hãy bấm nút like và nút chia sẻ để cho nhiều người biết đến cái video này hơn nữa thì cảm ơn các anh chị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tuần sau bye bye và chào tạm biệt.